quý vị, tận dụng vùng đất ngập nước bỏ hoang để đầu tư, nhà nông trẻ trong màu áo Đoàn Thanh Niên đã tạo nên sản phẩm nông nghiệp khác biệt, có giá trị kinh tế khá cao, đó là nuôi cá koi. Vốn là cá cảnh với yêu cầu kỹ thuật cao, nên mô hình nuôi cá koi khi chuyển sang nuôi thương phẩm bằng nguồn nước tự nhiên được các đoàn viên thanh niên trong xã đặc biệt quan tâm và học hỏi. Bào Linh là vùng đất đầm lầy bỏ hoang từ bao đời nay trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. 3 năm trước, chàng trai trẻ Trịnh An Nhàn từ huyện Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh phát hiện và mạnh dạn thuê lại 5 hectare của một nhà nông với giá 33 triệu đồng mỗi năm. Sau khi xử lý ao hồ, anh Nhàn thả vào mặt nước của vùng đất này hơn 10.000 con giống cá koi. Sau một năm đầu tư chăm sóc, việc nuôi cá koi trên mặt nước của vùng đất hoang này đã giúp anh thu về cả tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư năm thứ hai, anh Nhàn không thể đoán định được 7 tấn cá koi lại có thể vượt ao trong một đêm mưa lũ. Cá mất, để lại anh khoản thua lỗ tương đương 4 tỷ đồng. Không bỏ cuộc trước những biến đổi bất thường của thời tiết, anh tiếp tục đầu tư nguồn giống và thuê thêm 3 hectare với giá 40 triệu đồng mỗi năm để tái đàn. Trong năm 2020 vừa qua, mỗi ao nuôi đã giúp cho anh Nhàn thu về từ 400 đến 500 triệu đồng. Theo anh, việc nuôi cá koi rất dễ, chủ yếu là nguồn nước phải sạch, lưu thông và công tác phòng bệnh cho cá phải được duy trì theo định kỳ, ít nhất mỗi tháng một lần. Đặc biệt là đầu mùa mưa, mùa trở lạnh, cần phải tăng cường kháng sinh và vitamin C để tăng sức đề kháng phòng bệnh cho cá. Còn đến lúc mà con cá bệnh thì cũng có thuốc đặc trị riêng, nhưng là có thể là dùng tới kháng sinh, bổ sung với thêm vitamin. Cá koi là dòng cá cảnh được nuôi trong bể kính hoặc những ao hồ nhân tạo có hệ thống xử lý nước và cung cấp oxy trong quá trình nuôi. Thế nhưng không ai nghĩ rằng dòng cá cảnh này có thể nuôi được trong môi trường nước tự nhiên như giống cá bình thường khác. Đã có trên 10 năm gắn bó với nghề nuôi cá, kinh nghiệm của Trịnh An Nhàn thì cá koi rất thích hợp trong môi trường nước chảy. Thế nên với ao nuôi không có nước chảy, phải đầu tư hệ thống máy bơm oxy và tạo dòng, nhưng cũng chỉ nuôi dao động từ 3.000 đến 4.000 con. Với diện tích 1 hectare mặt ao nước chảy ra vào, có thể nuôi với số lượng 10.000 con. Thuận theo tự nhiên sẽ giúp cho đàn cá mau lớn, khỏe mạnh và màu sắc sặc sỡ hơn. Việc nuôi cá koi trong các ao tự nhiên sẽ giúp cho người chăn nuôi tiết kiệm đến 50% lượng thức ăn nhờ vào nguồn thủy sinh và phổ du có trong ao nuôi. Lợi nhuận bình quân từ 400 đến 5 triệu đồng mỗi năm. Những năm trước đây, việc nuôi cá koi chủ yếu dành cho những gia đình khá giả. Còn hiện tại, nhờ kỹ thuật nhân giống công nghệ cao đã giúp cho việc nuôi cá koi trở thành phổ biến và là thú vui tao nhã phù hợp với cả gia đình có thu nhập trung bình. Tùy vào kích cỡ, màu sắc, thị trường giá cả từ các trại sản xuất, cá koi thương phẩm dao động từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng 1 kg. Nhờ hạ được giá thành trong khâu sản xuất nên thị trường tiêu thụ cá koi hiện nay đang rộng mở cho người chăn nuôi. Cách đây khoảng tầm 4 đến 5 năm trước thì cái nhu cầu của khách hàng thì cứ nghĩ cá koi đắt, nhưng bây giờ thì với cái thị trường Việt Nam mình lai tạo được đấy, thì con cá koi nó cũng nằm ở cái mức giá trung bình. Người trung bình cũng có thể sở hữu và có thể nuôi được con cá koi. Và quan trọng nhất là cách nuôi như thế nào để đạt được con cá đẹp, thì cái do sự phát triển của con cá nó phải dựa vào yếu tố thức ăn, là môi trường sống, thì con cá koi mới đảm bảo được có đẹp hay không. Từ mô hình nuôi cá koi thành công trong tự nhiên của anh Nhàn, Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến đã nhân rộng và thành lập tổ hợp tác nuôi cá koi với số lượng 15 thành viên, mà nòng cốt là các nông hộ đang còn trong độ tuổi đoàn thanh niên. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là tổ hợp tác chỉ mới dừng lại ở việc nuôi thương phẩm. Việc tạo giống cá bố mẹ thuần chủng phải nhập ngoại với giá khá cao. Mỗi con giống bố mẹ dao động ở mức giá cả 100 triệu đồng, nên các thành viên tổ hợp tác chưa đủ vốn để đầu tư. Mặt khác, nghề nuôi cá koi còn khá mới mẻ, nên đa phần các thành viên trong tổ hợp tác chưa nắm vững kỹ thuật.
diện tích mặt nước nuôi cá hiện tại chủ yếu là thuê lại nên thiếu tính ổn định. Cái diện tích mặt nước thì mình đang thuê thì muốn hỗ trợ từ chính quyền cũng như các cấp là cho chúng tôi thuê với diện tích 5 năm hoặc 10 năm đổ lên, từ đó chúng tôi có thể đầu tư được tốt hơn. Là xã biên giới miền núi, nhưng Tân Tiến hiện đang sở hữu gần 5.000 hectare mặt nước, phần lớn là bưng, bầu, còn bỏ hoang. Dự kiến trong thời gian tới, xã Tân Tiến sẽ quy hoạch lại diện tích này để tạo điều kiện cho tổ hợp tác nuôi cá koi thuê lại phát triển. Tuy nhiên, để phát triển một cách bền vững, cần có sự vào cuộc từ các cơ quan hữu quan. Đề nghị vào quy hoạch các hồ nào mà chẳng hạn như có nguồn nước ra, nước vô, như các đồng chí, các đồng viên đã chọn để cho mà thuận tiện về vấn đề nuôi cá koi, để mà có những cái chương trình kế hoạch lâu dài do các đồng chí đồng viên mà có nhu cầu, đúng không? Để phát triển, để tạo hết điều kiện vấn đề về pháp lý. Tất nhiên muốn vay vốn thì phải là có pháp lý về vấn đề mà quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước. Mô hình nuôi cá koi trong tự nhiên của xã Tân Tiến đã và đang tạo sự khác biệt trong lĩnh vực nông nghiệp của một huyện miền núi, biên giới như Bù Đốp. Dự kiến trong thời gian tới, huyện Bù Đốp sẽ tập trung hỗ trợ phát triển tổ hợp tác nuôi cá koi thành hợp tác xã gắn với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng làng nghề, thương hiệu cho cá koi phát triển một cách bền vững. Sắp tới, trên cơ sở đó huyện sẽ xây dựng du lịch sinh thái, du lịch phát triển về nông nghiệp nhằm thu hút các cái khách hàng và các cái du khách tới tham quan và học tập và kết hợp để xây dựng cái nền nông nghiệp đa giá trị. Cùng với nghề nuôi cá koi, huyện Bù Đốp đang còn sở hữu trên 300 hectare diện tích cây ăn trái đạt chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Đây được xem là nguồn tài nguyên xanh để Bù Đốp triển khai chương trình đột phá trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng đa lĩnh vực, đa giá trị, mà cốt lõi là du lịch miệt vườn kết hợp với du lịch sinh thái. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bù Đốp sẽ dành nguồn ngân sách 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là mục tiêu vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa kiến tạo xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đa giá trị, hướng đến phát triển bền vững. Mô hình này khi thành công không chỉ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, cho sức khỏe của người nông dân, mà còn góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.